Hello anh em, thì giờ mình đã chuẩn bị tôm xong rồi. Giờ mình đang cho thằng Trung quen nha các bạn. Các bạn hãy chờ. Kia nó quen không? Nó quen không? Ở đây, đây, Trung, Cùng với cá gái với màu nhau kia muộn lên quá. Giờ sao? Bây giờ chút nữa mình cho anh em mới lại chơi. Xem kiếm một bít chứ. Đồ mấy em dữ quá, ở đây là mình dữ chứ. Nó cho anh em mình giấy mà, đen lên mà. Cho cục vô giấy mà ai chịu được không? Chào bà, sẽ anh quá. Chào. Đây, có em gái tôi nữa đây. Thôi thế này. Cỡ hai đứa kết hợp nhiều có đến hôn nhân được không? Nó mới rửa phim một cầu. Hai đứa xác định là sống. Má kiểu cái gái bữa mình dây rồi, em ăn dép rồi dày. Má giải được rồi. Vô 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 rồi chính rồi. Anh em mình vô. Nam anh em mình anh đâu nha. Nam anh em mình. Nam anh em mình này. Trời trời lên hết trời. Trời ai nữa? Điện máy nó lên thực hiện màn đây chứ. Điện rồi gãy. Nam anh em mình ăn đâu chút xíu mà. Đâu. Hello các bạn. Hay chờ mình chờ tụi đó nha các bạn. Cho em ngồi chỗ Nguyên nha. Ừ, chút chút. Ngồi đây, ngồi đây. Tụi bữa giờ chẳng dẫn Nguyên đi làm mình quá. Ờ, bữa giờ mất quá không Nguyên. Nguyên đi học hả? Bằng quá em, bằng quá. Bữa nay là mình ăn mừng 100 cây súp. Đây bạn gái mình nha các bạn. Hello các bạn, không lâu rồi mới gặp mọi người. Không lý gì, tôi cho một cái mấy điều quá. Giờ vô ăn luôn em thèm quá. Giờ ăn mừng 100 cây súp LK nha các bạn. Sao Nguyên quất dầu vô quá. Tôm LK hay tôm Canada mày? Làm một con là nhưng mà hả? Nhưng mà điều gái hiểu không, nếu mình ăn tôm không á, mình review mình ăn bình thường quá, bữa nay mình cho thực hiện mình coi đây này, mình đang quá hết điếm rồi, đủ quá hết điếm rồi nha mọi người. Hết điếm đâu, chụp túi không, giờ còn chụp nào không? Tôm này nhiêu anh, vợ mua ai biết, đủ ra chợ Bình Định mua ấy có mua nào đặt hàng ở trên ở chỗ này gì ạ? Chùa nào hôm qua nấu cho mình ăn cua, nay mình đứng cho anh ăn tôm nha. Đây đây mình lấy đây coi nó không, cái đây mình giấu gì đó, tôi lấy cái đây mình giấu cho anh. Giống hẳn luôn rồi, giống hẳn luôn. Này tôm mẹ là cái hả? Nếu mình ăn không là nó không có ý nghĩa gì hết. Hôm nay mình sẽ trâu nó lại. Bữa thấy nó cột vô cái mít đeo đeo. Nó đang lên em dị quá, mấy mè nó đỡ ới em, nó kêu em ham ăn. Em đâu ham ăn gì bè đó, đồ đó đâu. Em bím chứ mà không ham ăn đâu. Điều quá em thích vậy chứ. Đúng rồi, không điếm á. Em nhọng anh ơi, không phải tâm anh. Em làm vậy cho mà đứa nó thấy thương thì hiểu không? Không, nó nổi em ừ. Đồ dí ông chị mà con cứ khem hả, đồ quýnh đồ. Bên Nguyên ở đâu anh? Ở Quy Nhơn ấy. Ở Quy Nhơn. Em lên đây em đụng chuyện gặp anh, nói anh vậy rồi. Ừ xì. Nói làm gì? Nói em anh ở nó đây. Nói anh chạy á. Nói nó gọi một ba, nó quen một ba. Ở đây anh trai đàn em nhiều lắm. Ví dụ. Chưa biết nhưng mà đụng chuyện mới biết. Biết đại kia. Mà mọi người thấy mình như mấy nghiêng sứng không mọi người? Sứng. Mày đếm hai không bỏ màn thời nha các bạn. Nói vậy biểu sao bên kia nó không chơi. Đúng rồi, mới sao. Nè, nó này, biết đại kia nó ai không? Ai? Đại kia nó cụ đó, một đường đi giữa. Đại kia nó. ông chắc trai. Thôi giờ mình chờ hơn tối nha các bạn. Mình sẽ thực hiện mình cho đây. Các bạn hãy chờ xem và chờ xem. Hey, for... quá đường quá tôm em đậu không lấy một con thiệt hãy lơ nè hôm qua mấy anh em không cho em với Quốc ăn thì hôm nay tụi em sẽ nói chung là anh em mình giả lẻ lại sống với nhau hòa thuận vậy rồi ông sắp mệt chứ ơi mấy em thì câu hồn ấy đừng ý với lộn anh cho anh nhường qua sao mày tự giờ ngầu xuống đi đụng sủng á tôi bên này tới nhà xếp hàng đi xếp hàng thành liếm miếng rồi chi à đâu xếp hàng xuống xếp chứ tôi con trai này nhân đây thì cũng xin giới thiệu với anh em, đây là bạn gái mới quay vậy mới của mình nhân thì review tôi nè anh mừng trong cho sốc bia dép đầu nhưng mà bây giờ anh mừng em cả sốc mà dày còn tôm nhá trời ơi còn cái bơ đơ đây mệt á ngồi xuống anh nằm dưới đây anh em ngồi xuống bà bốn người chấm rồi vậy đĩ bơ đơ đây chán dưới ngồi xuống ngồi xuống tao phải chiến đâu nhớ tôi chọn cái mình đó nha chọn đồ này hả vậy thôi ông đem về ông ăn luôn đi con tôm cá mình không mà dài 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 đồng đen quá à bây giờ anh em ngầu đậu đông đủ chưa vậy sao nói cha nói thôi bây giờ mình đó đại diện của ăn mẹ mà anh em có cô hồn anh sao giống cúng cô hồn nữa ta hứ chồng em được gái dễ sợ mày lấy về cả nhà mẹ trời ơi ghét dễ sợ luôn á rồi thôi bây giờ nói chung mọi người này thì hôm nay anh có thể tuyên bố lý do anh em ở đây nói chung á nè hôm nay là mình sẽ mình
sao ai muốn làm người thầm lặng phía sau. Nhưng vì yêu quá nên anh chọn những đớn đau. Đó, lấy vợ đập mày á. Bây giờ mình sẽ anh mừng 100 ke súp bình con tôm Alaska Ojawa nha. Hôm nay mà con Alaska vậy. Con tôm vỗ tay nhảy. Không, mày gơ quá bây giờ. Em đẹp gái. Quần này trông như mà ngon mày. Vì sao em đẹp gái không chịu nhau mà anh cho em? Quần này sao? Nói cho tôi xin cái càng này tôi vừa nó cháo gạo được không? Được được được. Không dễ sợ luôn á. Chạy biến nào, chạy biến. Ai 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 kiếm anh kìa quá. Ừ. Ai kiếm anh kìa. Nghe em á, nghe em ở Sài Gòn. Trời ơi, sao anh dễ sợ em á. Bữa nào quýnh anh đâu đó. Ờ, tủ má đi, nó ở đi bệnh ái mà. Trời ơi, tay em thiệt luôn. Mai nó vừa nguy hiểm. Ai chứ ai, ai anh quýnh. Anh anh. Anh anh mời mà anh. Ý là review em. Vậy anh ngon ngon. Không, anh thích. Rồi. Anh anh anh. Đồ mấy đồ. Review trước em. Nghe là gọi chờ hơi chờ như quýnh em kia hả. Ai gơ dữ quá. Ờ. Em nó chừng ở tủ rè mày đâu mà sợ mày vô. Tủ rè mày đâu mà sợ mày vô. Ông chạy giọng lá kia bấm mày bấm ra cho sao anh cũng cái nghĩ rằng tôi sao. Anh cút đây trước đi. Ờ, anh mời bạn nha. Ờ. Anh Minh. Cho bạn cho. Tôi cho bạn cho. Sao anh? Tôi cho bạn cho. Làm gì anh? Nói tiếng thì anh quất làm gì mà ông quất? Vô gơ gì á? Anh em mà gì? Anh quất ai vậy? Nó ở tủ ở đây nó đâm thằng kia chết hại. Đổi quá anh dịch quá. Anh cho con cua tôm mà làm gì? Anh tao tới đây đó anh nghe. Gì vậy? Tụng nguyên quất làm nhau quất. Anh nói anh quất. Anh tính anh ném lắm. Cho anh tới làm gì? Thôi tôm bình tĩnh đi. Có gì lấy búa đập đèo nó đâu? Đừng muốn ngay. Gì vậy? Tức quá. Đâu gì? Đây quất cái gì? Ông hứa đi cột vô tao vô cây chạy giờ nó nghe nó. Anh vô bữa chào bảo. Rồi em sợ quá luôn. Mày nhìn nè, mày coi tình hình nó xử. Quốc, ông xử lý không Quốc? Sao mày thích xử lý mà chung nhóm đúng không? Đúng không? Đâu em đâu có làm gì đâu. Anh. Sao mày thích sao? Tôi cho nhưng mà anh ở đâu mà tự nhiên tao làm như vậy? Tao em Quốc. Anh Quốc lớn tiếng anh Quốc cái gì vậy? Nói vậy nói vậy. Rồi em xử. Quốc em Quốc. Địt như quá anh em đâu như vậy. Anh Quốc có em chắc quá. Sao mày thích sao? Chú anh xem thôi, mình. Thôi anh từ từ có chuyện gì từ từ. Thôi thôi Tùng, mình tới nè. Má gì đâu ra vậy, cho vậy quá. Sao kêu mà tôi ra đỡ quýnh. Vô lại bàn ngon. Như vậy quá, anh em từ để làm gì vậy anh? Má, tụi bay cái xem mình không? Bây giờ thích, bây giờ vô ngầu đàng hoàng. Ở chỗ bán đàng hoàng. Thôi em, mày, em chạy tối mình ngầu bán đàng hoàng. Em nữa, chạy em phải có sơ cô nha con. Mày láo, thấy không? Mày nhìn vậy đi. Anh mặc nói như là vậy. Ngồi xuống. Nói vậy hả? Bữa nay em thấy anh quất bán lĩnh. Tùng Tùng đây nữa tôi Tùng. Thằng dạ. Đó, đó, em. Thằng bơ đâu? Má. Đâu vậy tao đánh con gái nữa mày. Má ra mày cho ông tao mình nữa. Em có làm gì đâu quất. Thằng này, thằng này này nó bơ nó. Mấy em review anh. Đó em. Để ra. Em có ý kiến anh quất. Em lấy đồ hả? Em có ý kiến. Gì? Em đeo bụng qua cho em gì vậy? Em có đeo bụng gì hết. Đây. Không, em đang hàng quen quen. Anh quen em thích anh càng đồ mà đó tôi biết cho mày. Quen mà anh cua nhưng mà anh đeo bụng. Hôm qua anh đâu có đâu giờ để đúng đúng đâu đây. Vậy em phèn quá là em thắng rồi. Mỡ mình này cao lắm mày, vừa ra ngồi luôn ảnh. Đồ giỡn á, để anh bóp giỡn anh. Mày thấy không ngủ đây. Ta hồi này đồng tiền rước xeo, huynh đệ nợ lìa tàn. Lao, lao. Chị ngâm gì muốn đi em kìa. Lao. Cái vậy? Đây, đây giờ mình sẽ review cái món đây cho anh em review trước nha các bạn. Đây là món này đã đưa tên tuổi mình nhìn quắc lên luôn các bạn. Đây là món em bí. Món gì của em bí ta? Sữa em bí. Sữa em bí. Chứ nãy kêu hòa rồi mà. Hòa rồi gì mà hòa. Mày tao kêu ra review tôm ít mừng mà tao ăn tôm đây. Đấy. Sờ thật y xì. Đó. Chờ con gà lớn với gà nhỏ khác nhau chỗ gì. Đó bất biệt cái đây. Gì đây? Mẹ vợ em gì rồi mà. Tao đang giỡn gì rồi chạy mày. Đây. Ngon lành những giờ này nữa. Đây 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 không sao cứ ăn đi. Nhưng anh em. Cờ kè em kem chuối đi. Đâu anh em lột tôm này. Mày cứ cơ mày ăn gì chứ mày đưa tao gì. Quen em ăn cho tôi ăn đầu cua giờ ăn đầu tôm chứ nói nhỉ. Đầu tôm mày rửa cứ chứ mày đưa cứ ăn mày. Cứ bỏ anh bỏ. Đưa áo quẹn dốc rầu ăn đi. Má quần tức chứ mày. Vậy ăn. Anh ông tôm. ông mới chữ quất à. Sao chữ cái gì? Láo. Láo cái con. Đó. Chấm đây. Mở làm gì? Đây tôi quẹt đây bạn ăn này. Lột ra đi. Lột ra, lột vỏ đi cho nó. Cho ăn giải luôn rồi, coi giả gì nữa. Em giả nó mới có chắc cái tin lắm. Giả rồi, nó sống đây rồi. Vợ em nói ơi chơi luôn. Nó có ăn mạng rồi mình chịu ấy. Sao con này sao nó đẹp gái mà nó đúng không? Đẹp gái vẫn còn ác độc không? Thì anh cho anh chắc cái tin bổ. Người ta nói được rằng có luật nhân quả à. Anh thấy hại người đi. Thôi, chứ mày em gì à? Ngồi xuống. Ngồi xuống.
Cái thấy cái thằng trai là thằng trai in nè anh em. Thằng mình kêu thằng trai in lên video này. Vậy anh nó phê em mà vậy. Điên hả thằng que mày, mày phê ai? Bồ tàng đây. Ai biết anh ở đây. Vậy cho mưa. Tôi hàng tầm sống đâu có được. Không được thì không phải anh đâu. Sao giờ sao giờ ông không được đúng không? Rào cây, đường lấy cây. Đỡ nha nó 4 cây, 2 cây cho đều rồi gì sao nè, giờ. Nè anh xé vô luôn vậy rồi. Nắm chết liền đâu. Nó gì nó cứ kẹp ai nắm cừ 12 giờ. Được ai ơi quá. 12 giờ đi bắt trường giường bước. Tức nước vỡ bờ quá. Vô. Đừng có tầng tàng qua ta, ta không thích. Ta anh muốn này cũng được. Em. Sao cái cây đây có hơi vừa cái đầu không? À, mở ra nhanh lên. Anh ơi, vô mặt quá. Anh cho tim đi. Ông mày là ác lắm nhân bạc à. Ông đại diện anh được không? Ông đại diện anh vì tim. Không phải gì tim ông đại diện. Thì anh em nó mới sống rồi. Nhưng mà tôi anh đổ sống không được. Anh vô tôi kêu lần lần chết luôn á. Cố lên. Trong đó liền dưới. Hạ mở ra nhanh lên. Láo. Láo. Cái mở ông đâu cần hở đâu. Hẻ đâu nó tự hẻ mà. Cái mở ông tống ngủ hờ mở chúng cháu. Em nấu ăn cái đây được. Nhanh lên. Anh thôi chết á. Đừng khóc. Anh dám ngủ á. Anh Tùng, giờ này mà ông hơn ông còn cừ nữa kìa. Đúng em quần đi dẫn dẫn quay đụng. Nếm là làm ra cường sao mà quá. Bây giờ sao? Láo. Tụi mày nói nước miếng cái gì đầy chén ở đây. Ngon không? Cái nào ngon không? Cố lên. Đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế. Đồ anh đi, anh đi, anh đi, anh đang phơ. Lên 19 tầng địa ngục. Mở bài tay cho cái gì anh nhỉ? Chàng đây anh nhỉ, chàng đó anh. Thấy chưa? Đâu, thấy chưa? Sao tụi em gì đây? Mày giống mấy thằng gì quá. Thôi cho một phạt một thằng sau đại diện hả? Đúng rồi, anh em đại diện đâu. Anh quần trời vậy tao gì hả? Ai trời gì hả? Kẻ thế giới ở đây ăn mù tàn mà mình không ăn chết sao vậy? Đâu, tao chay chay em. Tôi ngày trước vô bị hành hẹ giá thì không em ăn đâu, em biết anh. Không giờ nãy hả? Quất thai em đeo bụng mà. Em quất. Em đi chơi 4 giờ chiều đâu có má em. Đâu đi vô vậy? Có má em. Không. Ngồi xuống. Bây giờ bác nói ra này thì Hân nó cũng đã đại diện anh đâu. Thì bây giờ là tao em được cái đai gương quá đâu. Thôi anh chấm cái cái này mày. Hân nó đang nó đang hạnh phúc á, nó đang hạnh phúc trong ấy. Hạnh phúc còn đâu, hạnh phúc. Mày ai cho mày ăn vậy? Thử. Mày thấy coi ở sau kia mà ăn vậy. Là bây giờ là tao lột em cái này em. Đúng đâu. Cái đây này. Đỡ bất lột. Vậy đó em ăn được. Không có, đây là quất review, quất ăn thử cho anh em thấy. Vậy một mình anh hai thôi chứ. Ok em nhận. Không em ăn đâu được đâu. Bây giờ tụi muốn cây vô đầu hay là muốn tôm vô miệng? Cái thằng nào nói lẹ thằng nó phải chịu. Bây giờ muốn tôm em muốn cây. Nhanh lên. Không nói nữa. Muốn ăn tôm hay muốn cây? Mày nó cột tao vô cây. Anh quất. Mày cột tao vô cây. Mày cột tao vô cây. Không được nhé. Cột tao vô cây. Không được nhé. Cột tao vô cây. Đỡ chẳng cái cây nhé là quất ngay nghe con liền đây. Mày cột tao vô cây ha. Đây này, xin cái múa này nó mà nhẹ. Quất dài này rớt ra sau nè. Không. Quất dùng cái nó nghe cái con như ở chùa vậy. Được xem rồi. 12 giờ nó gặp ai nó không có được. Cứ đi đi nhảy vậy. Rồi người ta ăn con là bắt chuồng chuồng bướm. Rồi xong tao con quý bơ đơ đang quen anh nhớ nó nhét cái gái vô mà nào. Đây cái con que Elakem nó quẹt quyền mở tôi vậy á. Giờ giấy dữ không? Trời ơi, đỡ tôi. Anh nói lộn mẹ em quẹt của hồn đó với bộ chứ mà của anh kia đâu. Sao cái đây nó nhỏ lắm mà ấy em mà em gió được. Nặng chứ mày. Mày em gió lên cho nó. Đồ mày tướng đâu mà mất. Em mày mẹ cái mở nè. Lên. Vậy cho biết. Mày ngại con. Ui nó mẹ. Để ta đây. Mày dám nào. Nào ơi. Làm được. Đã thấy cho anh gió tôm nhá mà bữa mặn mỉ được. Người mày yếu đuối quá à. Đó. Thấy chưa? Cái gì? Dậy. Chứ dậy. Ngồi xuống với mày. Mày dậy với mấy mày. Miệng thì coi nhau như anh em nhưng lòng lại khác. Chơi không tốt vậy thì đừng nên chơi quá lâu. Đôi khi thân nhau ta cũng phải mày ấy. Tôi lấy cùng gõ anh đéo mày giờ cho mày. Lớn sao. Ê. Được chấm chân tôi với mày. Đang đỏ. Vừa cho mày cái gì vậy? Không giải được đầu. Ta phải ăn được đầu. Đâu đây. Đây rồi tớ thè giờ đại. Không đại đó anh giùm em nhé. Đó là mãi mãi của quốc. Giờ thấy đầu tóc của đại là quốc cũng biết quốc có lâu rồi. Ngon mấy ngày một cây vô đều vậy rồi. Đầu ráng hạt bị bơ và dưu dưu nha. Cắn rớt con tay à. Ăn đó anh giùm tao luôn đó. Anh mai tôi nhốt một lòng tôi bỏ cám vô thì mẹ mày luôn. Chứ vô. Đơ, đấy, ngon lành không? Em còn đều tôm không á? Đâu, đó đang bơ
đỏ đang phơ. Happy birthday. Cỡ ra cái đầu tóc ra nhanh nó chứ. Đâu đó đúng mà đó vừa. Mẹ già chờ con ngồi đi mà lẹ rồi. Chắc 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 que má nào cũng trai mang đó chui ngon là nào ui đã tàu quá thấy chưa không phải là sợ gì đâu nha mà ông kêu ra review là tụi tôi ăn nhầy giống ai sợ đâu nha chưa ơi sợ chưa vậy thôi giờ anh ngon anh chưa kiêng cây chưa kiêng kiến đi đại kia ngường ngáo đó ông làm gì nó xem đâu xem hết chưa anh em ăn hết đâu ngầu xuống ngầu xuống ngầu xuống ngầu xuống. Ừ, mình để dậy dưới đó. Vậy nãy giờ giỡn ấy. Mình vậy thằng quân thằng nào? Thì giờ cho anh em ăn hết đi. Nó đi tù thiệt. Bây giờ team mình ăn đi. Rồi đó, nó nhìn, nhìn. Hiểu không? À. Rồi vô anh ấy nghiêng. Vậy vậy. Thằng xí cho hồi anh coi không? Vậy vậy mày gọi ra em mừng trăm ca súp là ăn đi. Ăn tôm tí giờ mày ăn đâu rồi nữa không? Nãy giờ ăn tôm rồi. Nãy giờ mày ăn tao ăn được miếng nào không? Danh ăn tùm trong. Không, nè. Bên nó thiếu màu tao đem về tao nhậu. Không. Rồi em về cho dòng họ ăn luôn. Dòng họ em tôm, dòng họ em tôm đây. Đấy thấy chưa? Chị ngồi bỉ review đi anh em. Anh Quốc vô ngồi lại cho lớn. Em người xếp anh bé nha em. Anh bé ơi. Mày sống vậy mày sống được hay Quốc? Tại này chứ quen mấy ông sống sao? Dạ, thì tao cũng đỡ dành có xương đồ tụi bay. Lớn. Ông làm gì vậy? Đây. Bây giờ mình sẽ review con tôm nha các bạn. Giang hồ giảng hát. Các bạn nghe nha. Đâu này. Đẹp gái không phải đâu nha. Wow. Rồi cái đầu này. Hai quần bây giờ này nha. Cái gì mày ăn? Cái thằng ngồi cái tràm đàm vậy mày? Bên mày gì vậy chứ mày còn ngồi ăn vậy mày? Đâu. Cái gì mày nam? Cái thằng nghĩa cầm vậy? Tôm lên. Sao giòn lẽ bắt tao đi tù cũng nè. Những mối thù đè nặng lên vai và những căm hận vẫn chưa hề phai. Khi trận đấu này chưa kết thúc thì chẳng bao giờ phải chịu buông tay. Đâu anh quát bé ra giăng vợ em với vợ anh đen. Đâu đây. Trời ơi thằng tôm thơm. Thơm không? Nghiền cái miếng trong tao em nha. Mình sao bé sao? Đâu mày sống tao nói mày. À hiểu đâu. Mày sống có đức quá. Que nó review vậy. Làm gì? Nó bóc ba từ trên ba xuống trào rớt xuống vậy. Đây mình chỉ. Nếu sao anh kêu anh em mình ra anh cho. Hỡi. Hỡi thôi không. Còn nghiêng ngăn review trước. Bạn luôn. Má anh nhục dữ. Em cứ cắn vô lúc cắn với anh. Ai anh nghe gái. Cho hai mình anh nghe. Cho mày cái giỏ như chó anh em mình. Mày cũng nói mẹ thì. Chị ngăn. Cho mày ăn miếng ơi. Má tao thiệt giống ba bốn tiền ngầu vậy nó tao. Cho sao chịu đâu à? Gọi ngầu đi chứ không muốn giờ. Em nói lại với anh. Với anh. Ngon quá anh gái. Nhưng mà làm vậy chứ. Ngon giờ phê anh. À nhưng mà các bạn nha. Mà các bạn ngon lắm các bạn. Ngon. Nhìn là thấy ngon à. Chó dùm cứt mà. Ngon rồi nha. Tôi rầu quá đúng không? Gì vậy mẹ đi. Hình như thấy anh à. Dán dán mẹ. Dán chưa? Bên ở phía quá. Gì hơn gì hơn. Dán dán. Dán chưa mà sao mẹ. Dán được không? Tình này đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Bè thân nhau nhưng đâm sâu lưng tình nghe anh em chắc lâu bền. Chỉ vì ghen ghét xem ai hơn ai anh em ta sống chắc bền lâu. Bạn bè hơn nhau đôi khi ta phải biết sống có nghĩa tình. Cuộc đời ta không nên khinh khi bất cứ ai. Vậy làm được không? Vậy là tụi bay được không? Còn mày bấy gì nữa? Mày camera men là bỏ qua. Nó chạy mất rồi. Đánh nó đâu mình. Thôi rồi. Thôi chạy rồi. Sớm giờ tụi bay chơi anh. Ê, anh em mình đem tôm về ăn đi. Chơi. Đem về ăn. Ủi luôn á. Đó. Bưng giờ đó. Giờ anh em mình nhậu chơi trò. Ông còn. Giấy sỏ thằng Hùng Minh vậy nè. Đâu em phải ra đâu. Giúp không? Đi giờ. Mấy ăn tôi đó. Bỏ tập trôi này. Để xem đừng gọi mấy người ra nữa đi. Liêu. Thầy Quang ơi. Con tôm của em đâu? Đang cầm ra giấy ngay chạy luôn không? Giờ mình cho nó hay nói cho mình vậy? Ăn. Mày còn kêu giang hồ đâu? Thằng quần giang hồ kia nó chạy ra mất kiếm luôn. Ủa vậy còn tôm nào? Tôm đâu? Giờ anh chưa ăn mà, giờ em chưa ăn luôn. Đây.
Để thôi nha các bạn. Không, bó tay của các bạn. Rồi mình lái lại con tôm. Quay anh xin nãy anh nhớ giờ sao.